xin kính chào toàn thể các bác nha. Tiếp tục về trong đêm ha. Đêm ngày hôm nay em về được 6 chiếc đây. Đầu tiên là chiếc 5S audio. Con này là GT7.5, tức là 750W một kênh nhá. 750W một kênh máy nguồn xung. Đấy. Con sao đây là con Famosao SP600. 600W một kênh. Bên cạnh đây thì có một con 4 kênh đó là 4800. Con này là của thương hiệu gì đó mà em thấy mất tên này. 4 kênh rất là khủng, con này bê rất là nặng, nặng như đá. Đấy. Máy con này thì em xem đúng rồi, con này máy là biến áp nguồn ở giữa, tưởng máy nguồn xung. Một con nữa là con tăng audio nhá, con này có mã là HD1500 và hai con chuyên đập xúc kép là ACIS CA1500. Và này các bác biết rồi, con này nó đánh xúc kép thì không phải nghĩ luôn. Tiếp tục về hàng trong đêm, trong buổi đêm tối ngày hôm nay. Thì bây giờ em sẽ mở ra cho các bác xem, quay cho các bác từng con một nhá. Đấy, quay thì sáng mai quay. Ban đầu thì mở ra là báo các bác là vừa về hàng. Máy khá là khủng, về 6 chiếc. Tưởng về được nhiều cơ, nhưng về được 6 chiếc đã. Xong là chuyến xong mới về nữa. Toàn máy chất thôi. Đợt này là máy chất lắm. Đây, con 4 kênh này, nhìn này. Chiếc áp volume là các cái nhìn trông hoành tráng này, còn Zernia nguồn này. Đấy, volume đằng sau này. Con này mất núm nhá. Về em sẽ có núm cho các bác. Đấy, nó còn mất cả ốc này. Đấy. 4 kênh, một con 4 kênh nhá. Con dưới thì cũng được. Hai con này thì không phải kể rồi, hai con 1500 này không phải kể rồi. Đây thì có con trên này nữa. Con này 5S nó máy rất là xịn nhá, một con máy rất là xịn. Con Famosao này thì hàng chính hãng luôn, các bác cũng yên tâm luôn. Đây cũng Famosao này, Manoner Factory in PRC này, Serino này, các kiểu này. Đấy. Nói chung là máy cũng khá chất lượng. Hai con này thì nguồn xung nhá. Đấy. Và ba con này thì máy, bốn con này thì máy biến áp. B nó rất là nặng. Vừa em chở bằng xe cúp về tưởng là không đi được cơ, nó xếp lên xe, nhiều đại thế này chở thế nào được. Biết nhiều này là chở xe nôi đấy, nhưng cũng may là xe máy chở được, không phải gọi xe nôi. Chứ bây giờ gọi xe nôi lúc nửa đêm này căng lắm các bác ạ. Đây nha các bác nhá. Con này thì máy rất là chất. Đấy. Có mấy chiếc đây nhá. Thì em sẽ mời các bác xem cái nội thất của máy nhá. Đây, bây giờ em sẽ quay trước cho các bác xem là bốn con đẩy nhá. Đầu tiên là con 4 kênh. 400W một kênh. À 800W một kênh. 4 kênh 4800 nhá. Đấy, máy thì chả có tên thương hiệu gì cả nhưng mà máy mở ra thì trông nó khá là chất. Em vừa rút cái bó dây rác này ra để xịt cho nó bay hết các bụi bẩn này. Đấy. Thấy không? Tụ nguồn đây. 100V 4700 và tụ bên cạnh đây, tụ này có vẻ xịn hơn, tụ này chắc tụ thay rồi. Tụ bên cạnh đây thì tụ này tụ Mỹ cơ, made in USA này. Đấy. Xem là điện áp của nó là bao nhiêu nào. 5600 63V. Tụ xịn có 63V được các bác ạ. Đây. Máy theo kiểu này. Con này là máy Class H nhá. Nguồn biến áp đây. Con này là chơi quạt turbo này. Đấy, quạt tăng áp. Con này thì với tình trạng như em đang xem ở đây thì dám nói là con này đã sửa tại Trung Quốc nhá. Chứ còn về Việt Nam này chỉ có lưu kho xong nó đến tay em thôi. Con này Trung Quốc sửa khá nhiều. Nên là có giá tốt cho các bác. Tiếp theo nữa là con tăng sao. Con này HD1500. Thì em nghĩ là nó có hai con MOSFET thì nó chỉ 800W một kênh là lớn lắm rồi. Chứ 1500 mà 1500W một kênh này hơi điêu. Đây, biến áp đó đây. Thấy chưa? Biến áp đấy, rất là to. Biến áp nó to gần như là nhất nhì trong đây rồi. Nó chỉ thua mỗi con hai cái con đẩy xanh này thôi. Đây, biến áp của nó lớn thế này cơ mà. Góc này có điện áp thì em không biết là nó là bao nhiêu vôn đây. Nó đang bị che mất rồi, cái này thôi, không phải xem nữa. Máy chất nhá, con này là tụ 200V, 3300 mi và 6 tụ. Được chưa? Có 4 con MOSFET thôi. 4 MOSFET, 2 kênh. Hai con một kênh. Đấy, sò thì như game đi 4 sò thôi. Nhưng đây là máy Class D nhá, khỏe lắm. Đấy.
Và tiếp theo nữa là cái con 5S. 5S nhưng mà offline, không phải 5S online nữa. Đây, máy này là cũng nguồn xung, mạch class D. Con này thì công suất thì chắc nó khoảng tầm 350W thôi các bạn, 300 đến 400W một kênh thôi. Đấy, con này 350 đến 400W một kênh thôi. Vậy tụ nguồn là có 120V này, 3300mi này. Đấy, và phần nguồn đây, tụ nguồn chính đây. Con này nguồn xung nhá, 200V, 1500mi, tụ nguồn chính đấy. Tụ nguồn chính con này thì nó còn yếu hơn con này. Đấy, tụ nguồn trước, tụ nguồn sau. Đây, con này tụ nguồn sau đây. Con này nó biến áp nên nó không có đấy, không có tụ nguồn trước. Và tiếp theo nữa là con nguồn xung đến từ thương hiệu là Famosao. Model là SP600. Con máy này thì là sử dụng 1, 2, 3, 4 sò công suất, nhưng mà 5 sò trên máy, 10 sò, 10 sò một vế nhưng mà nó có 8 sò công suất thôi. Đấy, 20 sò nhưng thực ra nó có 16 sò thôi. Con này đệm nha, đệm nó tiền khuếch đại công suất tín hiệu ra, nó cấp vào chân các con này, nó sẽ khuếch đại công suất lên nữa. Được chưa? Con này trông thế này thôi nhưng mà máy cao cấp lắm các bác ạ, mạch toàn linh kiện dán này. Đây, biến áp nguồn đây, tụ nguồn chính đây. Tụ nguồn trước là 200V 2007mi và tụ nguồn sau đây nó có 63V và 4007mi. Con này các bác đánh loa nời thì hay, đánh loa nời. Gọi là nguồn xung thôi nhưng con này nặng phết đấy. Đấy, đây mặt sau đây. Con này thì có cắm AV này, có jack 6 ly và jack clone này. Đằng ra loa là con cầu vặn xoáy kiểu bắp chuối này và jack speakcong. Đấy. Máy về trong tình trạng là có sao thì em sẽ quay như vậy, em chưa có sửa chữa. Tất cả máy này về thì đều phải vệ sinh và sửa chữa qua một số phần nào đó. Nên là các bác mua thì nói thật em mua được rẻ bán rẻ thôi. Còn đâu nào mua đắt thì em nói thật các bác là bán phải giá trên trời thôi. Đấy. Hàng chất nhá, không phải hàng vô vận đâu. Nên các bác nào đấy thì có một tuần sau vẫn gọi cho em. Vì em chưa vệ sinh đâu, thì lát nữa là sẽ cắm kiểm tra. Thấy cái này nó có một cái dây nó thò ra đây, chắc nó có vấn đề gì rồi. Con này giá cũng khá là hợp lý. Đấy. Con này đây cũng khá là chất này, con này nó ưng nhất từ trước rồi. Nó chỉ đứng sau ACIF 1500 thôi. Nhưng con này máy là 750W một kênh đấy, 700W một kênh đấy. Rất là khỏe. Một phát nó to đùng này. To như năm 2000. Con này nó chỉ to như là cái máy phổ thông thôi. Các bạn nha.